Trong thế giới Pokemon, các chiêu thức tấn công rất đa dạng và phong phú. Có lúc chúng chỉ đơn giản là những đòn đánh bình thường như là đấm đá, cho đến mô phỏng những hiện tượng tự nhiên như là sấm chớp hay động đất. Song cũng có một vài chiêu thức gắn liền với những thành ngữ, điển tích, có thể là sự kiện có thật hoặc chỉ là truyền thuyết, nhất là trong văn hóa Á Đông mà đôi khi dịch ra tiếng Anh sẽ không truyền tải được hết ý nghĩa, cho nên người ta đã đổi tên hoàn toàn và làm mất đi cái hay của nó. Trong video này tôi sẽ kể cho anh em nghe vài ba câu chuyện gắn liền với những chiêu thức trong thế giới Pokemon mà tôi biết nhé. Dragon Ascent là chiêu thức hệ bay mà hiện tại chỉ có Rayquaza học được. Có thể hiểu đơn giản là rồng bay lên, anh em Việt Nam hay gọi chiêu này là phi long thăng thiên. Nhưng thực chất tên hán tự của nó, họa long điểm tình, là một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là vẽ rồng thêm mắt. Thành ngữ này xuất phát từ một truyền thuyết thời xa xưa, có một họa sĩ tên là Trương Tăng Giao. Ông này nổi tiếng là vẽ rồng rất đẹp, trình độ đã lên đến mức truyền thần. Có một lần ông này đã vẽ 4 con rồng rất lớn lên tường của chùa An Lạc ở Kim Lăng, này là Nam Kinh. Bức họa rồng của ông này rất sống động, trông giống y như thật, chỉ có điều là không con nào có mắt. Mọi người thấy lạ mới hỏi ông ta là: "Yo man, vẽ thì vẽ nốt đi, ai đã chơi kiểu đấy?" Trương Tăng Giao trả lời: "Các chú đừng có thách anh, vẽ mắt thì mũi thôi, cơ mà anh sợ vẽ xong thì rồng nó bay mất." Dĩ nhiên chẳng có ai tin nổi những lời như vậy. Thôi đi men, đừng có chém gió. Và ai cũng cho rằng ông này đang có ý đồ bán DLC. Sau này vì không thể chịu nổi yêu cầu lặp đi lặp lại của mọi người, cho nên Trương Tăng Giao đành phải đồng ý vẽ thêm mắt cho con rồng. Cái chuyện quái lạ rồi cũng xảy ra. Ông ta vừa mới chấm đến mắt của con rồng thứ hai thì đột nhiên gió thổi dữ dội, sấm chớp nổi ồng ầm trong phút chốc. Hai con rồng to lớn chuyển động cùng đôi mắt sáng rực rỡ từ phía mà bay đi. Những người nhìn thấy xung quanh ai cũng trố mắt trầm trồ, đối với Trương Tăng Giao càng thêm bái phục và không ai bảo ông chém gió nữa. Thành ngữ họa long điểm tình được bắt nguồn từ câu chuyện này. Ngày nay câu này được dùng để ẩn dụ trong việc viết lách, kể chuyện hay là sáng tác nghệ thuật nói chung. Một hoặc hai câu hàm ý được sử dụng ở những vị trí quan trọng để chỉ ra được ý nghĩa và làm cho nội dung trở nên sinh động và có sức hút hơn. Thủ pháp này còn được gọi là thủ pháp điểm tình. Aerial Ace lại là một chiêu thức hệ bay nữa. Tên tiếng Anh của nó có thể hiểu là bậc thầy không chiến. Tuy nhiên sẽ có một số ông da trắng thắc mắc là tại sao những Pokemon không thể bay được, chẳng hạn như Gareth hay là Ashifu cũng có thể học được chiêu này. Một lần nữa chúng ta lại phải tìm đến gốc gác trong tiếng Nhật của nó, trừ ba mê Gaeshi, hán tự là yến hồi hay còn được nhắc đến trong tiếng Việt là én liệng trời cao. Đây thực chất là một tuyệt kỹ kiếm thuật của một samurai nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản là Sasaki Kojiro. Cũng chính là cái tên của ông này được lấy ra để đặt cho nhân vật Kojiro của team Rocket, cùng với Miyamoto Musashi là nhân vật còn lại. Sở dĩ chiêu thức này có tên như vậy là vì nó mô phỏng động tác bay lượn của loài chim én, nhanh gọn và đảo hướng bất ngờ. Kojiro đã sáng tạo nên tuyệt kỹ này khi quan sát én bay trên cầu Kintai, xứ Iwakuni. Cũng có một phiên bản khác kể lại rằng Kojiro đã hội đắc được kiếm pháp này khi chém đứt cánh của một con chim én bay vào nhà. Chim én là loài bay lượn vô địch trên trời, nhưng tuyệt kỹ trừ ba mê Gaeshi của Sasaki Kojiro có thể chém rụng cánh én nhờ tốc độ thần sầu và độ chính xác tuyệt đối của nó. Nhiều phái kiếm cổ cũng có chiêu thức trừ ba mê Gaeshi với hai nhát chém thần tốc ngược hướng nhau, thường là bắt đầu bằng cách bổ thẳng từ trên xuống và sau đó là nhát chém ngược từ dưới lên. Từ đó chúng ta có một chiêu thức không bao giờ trượt trong thế giới Pokemon, và dĩ nhiên là chiêu này mang hệ bay chỉ vì tên của nó có liên hệ với chim én mà thôi. Nhân tiện nói về chiêu thức của Samurai thì tôi đá luôn tí xíu sang một chiêu khác mà khả năng cao là anh em cũng biết hết rồi, đó là Night Slash, tên tiếng Nhật là Chujigiri, dịch thẳng ra nghĩa là chém người giữa ngã tư. Đây là từ dùng để chỉ một phương pháp luyện tập của các Samurai, như là thử một cây kiếm mới hay là một chiêu thức mới. Một số cho rằng cách hiệu quả nhất là tấn công một đối thủ là con người, thường là một người vô tình đi ngang đường, tay không tấc sắt và không thể phòng vệ. Tôi biết thế này là sai trái vãi nổi, thế cho nên chiêu đấy nó mới mang hệ tà ác. Tiếng Anh dịch chiêu này ra là Night Slash, có thể hiểu là nhát chém trong đêm, cũng hợp lý nhưng không thể nào truyền tải hết hàm ý bên trong được. Và dĩ nhiên ngoài hai chiêu mà tôi vừa nói ra, còn rất nhiều chiêu khác cũng dựa trên những chiêu thức của các phái võ, nhưng đa số chúng nó là chiêu hệ giác đấu nên người ta có thể dễ dàng đoán ra được. Với cả liệt kê hết cái đám đấy ra đây thì chết tôi mất. Chiêu thức tiếp theo mà tôi muốn đề cập có lẽ khá là hiển nhiên, Grasshopper. Hiện tại là chiêu thức chỉ có con Flapple học được, với Grass ở đây là viết tắt của Gravity. Chiêu này sẽ tự nhiên mọc ở đâu đó ra một cây táo khổng lồ, rồi quả táo trên cây sẽ rơi xuống đầu đối thủ. Chắc chắn ai cũng có thể đoán ra được đây là liên hệ đến ngài Isaac Newton, một trong những nhà toán học, nhà vật lý nổi tiếng nhất lịch sử. Và ông này là người Anh, liên hệ đến một Pokemon của vùng Galar. Nice! Tôi có cần phải kể lại câu chuyện của ông Newton nữa không nhỉ? Bởi vì ai cũng biết rồi. Anyway, thực ra thì ông ấy chỉ nhìn thấy quả táo rơi rồi tự hỏi tại sao nó lại rơi. Nhưng văn hóa truyền miệng đã thêu dệt nên câu chuyện ông Newton ngồi dưới gốc cây rồi bị táo rơi vào đầu. Từ đấy ông đã đặt ra những giả thuyết và bắt đầu nghiên cứu về trọng lực, và rồi thêm được một lượng lớn kiến thức vào sách giáo khoa vật lý của anh em. Thêm một điều thú vị nữa của chiêu Flapple là nó sẽ được tăng gấp rưỡi sát thương khi thi triển dưới tác dụng của chiêu Gravity. Không hẳn là có ai thực sự bày ra đủ thứ như thế để dùng con Flapple hay là gì, mặc dù đây là một trong những thiết kế mà tôi rất thích ở Gen 8. No Retreat là chiêu thức độc quyền của Falinks được giới thiệu vào thế hệ thứ 8. Tác dụng của chiêu này là tăng tất cả chỉ số cho Pokemon sử dụng, nhưng chúng sẽ không thể rút lui được nữa. Falinks là Pokemon được thiết kế dựa theo các chiến binh Sparta, cho nên anh em cũng có thể liên hệ đến trận chiến trong phim 300 chẳng hạn. Những anh này lấy ít đánh nhiều, không còn đường lui, cho nên tinh thần chiến đấu đã tăng lên ngút trời. Mặc dù mấy con Falinks thì rõ ràng là lấy 6 đánh 1. Trong binh pháp Trung Hoa thì tôi cũng biết đến một trận có tình thế tương tự như vậy, đó là trận Tỉnh Hình, còn được biết đến là trận Hàn Tín phá Triệu. Hàn Tín là một vị tướng tài ba lỗi lạc của triều đại nhà Hán, và năm 205 trước Công nguyên, sau khi đã chinh phạt được nước Ngụy, tướng quân Hàn Tín nhận được lệnh tấn công nước Triệu. Lúc bấy giờ nước Triệu có 20 vạn quân, trong khi dưới trướng của tướng quân Hàn Tín chỉ có 3 vạn. Nước Triệu có ải Tình Hình nằm ở phía tây dãy núi Thái Hàng Sơn, lại có dòng sông chắn phía trước, địa thế vô cùng kiên cố. Tướng quân Hàn Tín hiểu rất rõ những điều kiện bất lợi về địa thế, đồng thời ông cũng nhận thấy binh lính đã quá mỏi mệt sau một hành trình dài, cho nên ông đã ra lệnh lập chiến lũy tại đây. Các tướng lĩnh của nước Triệu thấy thế đã cười nhạo tướng quân Hàn Tín. Yo, mấy chú này gà vãi hay là chán sống rồi, bởi vì đây là điều tối kỵ trong binh pháp, một khi thất bại sẽ không có đường lui bởi vì có con sông phía sau. Quân nước Triệu gấp rút đuổi theo khiến cho quân nhà Hán bị dồn vào đường cùng. Chỉ có chiến đấu hoặc là chết, cho nên tất cả đã chống trả một cách quá kiên cường, làm cho quân Triệu thực sự sợ hãi. Trong bữa tiệc mừng chiến thắng, có người đã hỏi tướng quân Hàn Tín là tại sao ông lại đưa binh lính của mình vào một nơi có con sông ở sau lưng. Ông trả lời, trong tình hình như vậy một người lính sẽ chiến đấu hết mình bởi vì họ không thể chạy trốn. Nếu đưa đặt vào một nơi mà họ có thể rút lui được thì chắc chắn họ sẽ bỏ chạy. Chiến lược này đã được đưa vào thành ngữ bội thủy nhất chiến, có nghĩa đen là quay lưng vào sông mà đánh một trận. Nó được sử dụng để mô tả tình huống mà người ta phải chiến đấu để giành chiến thắng hoặc là chết, hay một thời điểm khi người ta phải nỗ lực tối đa, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bội thủy nhất chiến cũng là tên tiếng Hán của chiêu thức No Retreat trong Pokemon, còn tên tiếng Nhật của nó là Haisui no Jin, có nghĩa là bội thủy trận. Và đó là một số câu chuyện mà tôi biết đằng sau các chiêu thức trong Pokemon. Hy vọng rằng những điều này sẽ khiến cho anh em thấy những chiêu thức thú vị hơn, hay là yêu thích những Pokemon sử dụng chiêu đó hơn. Dĩ nhiên những gì tôi biết vẫn là có hạn, cho nên nếu anh em nào biết những chiêu thức khác gắn liền với điển tích nữa thì hãy cho tôi biết dưới phần comment nhé. Biết đâu sau khi tích lũy và nghiên cứu thêm thì tôi lại có thể làm thêm phần 2 thì sao? Cảm ơn anh em đã chú ý cũng như dành thời gian cho video này. Hẹn gặp lại anh em trong những chủ đề thú vị tiếp theo. A peace!